Chào mừng toàn thể đại gia đình đến với video mới của Đức Phước Trần. Kính thưa đại gia đình, Đức Phước Trần tôi đang có mặt ở trung tâm của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ở đây được coi là nhịp đập trái tim cho thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Vị trí mà Đức Phước Trần tôi đang đứng, đây được coi là quảng trường Đại Đoàn Kết. Kính thưa đại gia đình, quảng trường Đại Đoàn Kết này được xây dựng từ năm 2012 đến bây giờ. Và khi nói đến Pleiku thì thường được nhắc đến với biển hồ mênh mông hay là đồi chè xanh. Bên cạnh đó thì có những cái con đường thông lá kim rất là lãng mạn. Tuy nhiên thì không thể không nhắc đến với một cái vị trí mà Đức Phước Trần tôi đang đứng, đó là quảng trường Đại Đoàn Kết. Rất tiếc là hiện tại bây giờ Đức Phước Trần tôi đang đến đây thì đã là chiều rồi. Cho nên là bây giờ đã là gần 18 giờ. Chính vì thế là nó hơi tối nha. Hình ảnh màu sắc nó không được rõ nét, gửi đến tại gia đình chúng ta được sắc nét, mong gia đình chúng ta thông cảm. Thưa với đại đình là ở tỉnh Gia Lai với thành phố Pleiku được mang tên là thành phố núi, thì quảng trường Đại Đoàn Kết này khiến bao nhiêu người đã cùng đến đây chiêm ngưỡng từ khi mà đã có quảng trường cho đến bây giờ. Ở đây thì người ta còn gọi với đây tên khác, đó là quảng trường lớn, được tọa lạc ở ngay trung tâm của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai này, và nó rộng khoảng 12 hectare. Thưa với đại gia đình, thì ngay trung tâm của quảng trường này, chúng ta nhìn thấy phía xa kia đó là tượng Bác Hồ. Nó cao khoảng trên 10 mét và đứng bên cái bệ bê tông đá xanh cao khoảng 4,5 mét. Trọng lượng của cái tượng này khoảng 16 tấn, cho biết được khoảng 16 tấn. Và cái tượng này được đúc bằng đồng nguyên một khối. Và đúng được cái đồng này là đồng nguyên chất đó, và xung quanh nó thì được làm bằng cái thép không rỉ đó. Đây là cái nơi mà được gọi là trung tâm của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho nên là ngay đây thì buổi chiều này, như chúng ta thấy quang cảnh ở đây, được bà con ở vùng phố núi này đến đây tập thể dục, sinh hoạt, vui chơi rất là đông đúc. Với cái tượng của Bác được xây dựng với một cái công trình kiến trúc hiện đại, theo cái kỹ thuật hiện đại đó, và được làm trong vòng 2 năm. Được đưa vào hoạt động khánh thành từ năm 2012 đến bây giờ. Chúng ta thấy cái bức phù điêu ở phía sau, chúng ta để Đức Phước Trần tôi zoom lại gần hơn để chúng ta quan sát hơi kỹ. Đây là cái bức phù điêu ở phía sau, sau tượng Bác. Đây là cái mô phỏng cái hình hoa sen được cách điệu bằng đá. Chúng ta nhìn tưởng tượng một tí, đây là mô phỏng cái hình hoa sen cách điệu bằng đá uốn cong như là rừng núi của Tây Bắc. Bên cạnh đó là những cái nét chạm khắc điêu luyện về cái cuộc sống sinh hoạt, sản xuất chiến đấu của đồng bào nơi đây. Cho nên đối với người dân của tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku nói riêng, và người dân dân tộc đồng bào ở các tỉnh thành Tây Nguyên, thì việc đưa vào xây dựng cái quảng trường Đại Đoàn Kết này cũng như là tượng Bác ở đây thì có ý nghĩa rất là quan trọng, rất là lớn đối với họ. Thưa với đại gia đình,
ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là chắc chắn đại gia đình ai cũng biết, đây là quê hương của anh Hùng Núp. Sở dĩ gọi như thế là bởi vì chúng ta cũng biết rằng là anh Hùng Núp, đó là tên, đó là bác Đinh Núp. Bác còn có tên là Sa, là một nhân vật lịch sử Việt Nam. Và bác là người Ba Na. Bác từng là nguyên đại biểu Quốc hội, cũng như là ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 6. Bác Đinh Núp được phong anh hùng, và thường gọi là anh Hùng Núp, như một cái danh hiệu rất là vinh dự. Bác đã có công, tức là cùng với các dân tộc để Ba Na nè, Ê Đê nè, để chống lại cái thực dân Pháp. Chính vì thế là bác đã từng giữ chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà tỉnh Gia Lai Kon Tum. Với những cái danh hiệu đó, với những cái chức vụ đó cũng như công trạng đó, thì bác đã được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phong tặng vào năm 1955 là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hay là huy hiệu Bác Hồ, tức là huy hiệu Hồ Chí Minh. Và chính về những cái danh hiệu đó cho nên người ta thường quen gọi là Anh hùng Núp, tức là bác Đinh Núp đã được phong tặng là anh hùng. Tên bác thì đã được đặt cho một số cái con đường ở trên nước Việt Nam ta, thí dụ như Đà Nẵng, hay là Gia Lai Kon Tum, hay là những nơi vực khác, và một số trường học. Và năm 1964 thì trong lần sang thăm Cuba, nhân dân Cuba đã gọi là anh hùng và miền núi. Đó là một cái danh hiệu mà rất là dễ thương. Cho nên là đây là quê hương của bác. Đức Phúc Trần, tôi xin được mạn phép chia sẻ một vài thông tin nói về tỉnh Gia Lai Kon Tum. Như những video trước ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, thì Đức Phúc Trần tôi đã có dịp chia sẻ với đại gia đình chúng ta về các tỉnh thành Tây Nguyên. Thì Tây Nguyên chúng ta có 5 tỉnh thành: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Thì được phân chia làm hai cái khu vực chính: Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên. Thì hiện tại Đức Phúc Trần tôi đang đứng ở thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai này. Đây thuộc Bắc Tây Nguyên. Bởi vì Bắc Tây Nguyên thì gồm có hai tỉnh, đó là Gia Lai, Kon Tum. Và có thể nói rằng là trung tâm của Bắc Tây Nguyên đó là thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Và đây được coi là nơi chính của Bắc Tây Nguyên. Còn Nam Tây Nguyên thì đó là thành phố chính, đó là thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì đây là thành phố Pleiku, cũng là thành phố lớn thứ ba ở trên 5 tỉnh thành Tây Nguyên này. Và với cái vai trò chính của Bắc Tây Nguyên đó, thì chúng ta thường thấy rằng là Nam Tây Nguyên thì có nhà dài, còn Bắc Tây Nguyên thì có nhà rông. Cho nên có dịp cả gia đình chúng ta có dịp đến với Bắc Tây Nguyên, tức là Gia Lai, Kon Tum, thì mời chúng ta sẽ đến với những căn nhà rông của các dân tộc thiểu số trên đây. Phần lớn đó là người Gia Lai, người tức là Gia Rai đó, và người Ê Đê, người Ba Na. Chính vì thế ở đây là tỉnh Gia Lai. Thì tỉnh Gia Lai được độc trại từ cái đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai mà ra. Bởi vì ở đây là tỉnh mà có cái số lượng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai sống nhiều nhất, định cư nhiều nhất. Chính vì thế thì khi người Pháp đến đây, người ta đã phiên âm từ cái chữ Gia Rai, tức là từ dân tộc Gia Rai này, sang tiếng Pháp. Và từ tiếng Pháp thì hiện tại bây giờ chúng ta đặt trại ra thành tiếng Việt, đó là tỉnh Gia Lai. Đó là nó có nguồn gốc từ cái dân tộc mà Gia Rai. Và thưa gia đình mình, đó là với cái tên thành phố Pleiku, thì Pleiku theo tiếng Gia Rai có nghĩa đó là phố núi, hay là làng thượng, tức là thành phố ở trên núi, hay là làng ở trên cao. Và từ cái địa danh đó, từ cái cách gọi đó, cho nên người ta đã gọi thành phố Pleiku là thành phố núi.
Đó là một điều cũng ấn tượng, thương hiệu riêng của thành phố Pleiku này. Trong cái video trước, Đức Phố Trần tôi cũng đã chia sẻ gia đình mình, đó là về chế độ mẫu hệ của các dân tộc thiểu số ở khu vực Đông Bắc, Tây Bắc hay là Tây Nguyên ở Việt Nam chúng ta, tức là cao nguyên ở phía Tây đây. Và tại sao người dân tộc thiểu số thì phần lớn là theo chế độ mẫu hệ, tại sao người Kinh chúng ta sống ở vực đồng bằng là theo chế độ phụ hệ, thì chúng ta đã có nghe cái dịp chia sẻ một phần, có thể là một phần nào chia sẻ tí về cái nguyên nhân tại sao như thế. Đó là một giả thiết thôi, một cái giả thiết suy luận thôi. Và những người dân tộc thiểu số này cũng là những người mà có được cái tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có điệu múa riêng. Còn đối với người Kinh chúng ta thì có chữ quốc ngữ từ Alexander Roth vân vân, hay là chúng ta không có điệu múa riêng mà chúng ta tạm gọi là điệu nhảy, bởi vì những cái điệu chúng ta đó là được tổng hợp từ phương Tây, phương Đông vân vân. Chúng ta không có tiếng nói riêng, cho nên là đây là những dân tộc mà họ có tiếng nói riêng. Và những người dân tộc số này thì họ có chất giọng rất là khỏe, bởi vì họ ở núi rừng, họ cách nhau một đoạn đồi, ngọn núi, quả rừng vân vân, cho nên là tạm gọi là họ không có gọi bình thường có ba chữ bảy anh tư như người đồng bằng chúng ta, mà họ kêu nhau, họ hú nhau, gọi nhau. Đó là một cách gọi là luyện thanh, tạm gọi là luyện thanh của người dân tộc thiểu số. Chính vì thế là cái chất giọng họ rất là khỏe, nên chúng ta đã từng nghe, từng thấy, từng thưởng thức những giọng hát của những cái ca sĩ ở vùng Tây Nguyên này rất là nhiều, Bonatrin, Siplek, Imon vân vân, rất là nhiều, thì họ có chất giọng rất là khỏe. Về giao thông thì ở đây khá thuận lợi, khá thuận tiện. Riêng đối với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bắc Tây Nguyên này thì có thể nói rằng là giao thông rất thuận lợi, bởi vì để nối được giữa miền ngược, miền xuôi, miền đồng bằng, miền núi, cho nên là chính phủ Việt Nam đã quyết tâm mở ra những cái tuyến đường để nối liền, liên thông ở các vùng miền với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là riêng với tỉnh Gia Lai này thì đã có được những cái tuyến đường huyết mạch đi ngang qua. Thứ nhất đó là đường quốc lộ 14. Đường quốc lộ 14 đã liên thông được rất là nhiều tỉnh thành, từ ở Bình Phước lên Đắk Lắk, lên Gia Lai, Kon Tum, thẳng ra Đà Nẵng, Huế vân vân. Bên cạnh đó thì còn có tuyến đường đó là đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có những quốc lộ, thí dụ quốc lộ 19, hay là có quốc lộ 24. Đó là những cái quốc lộ rất là huyết mạch, thông thương, nối liền giữa vùng miền núi này với vùng đồng bằng. Thêm một phần nữa là ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai này thì còn có sân bay Pleiku. Đây mặc dù là sân bay còn nhỏ nhắn thôi, nhưng mà cũng phục vụ được những chuyến bay trong nước. Chính vì thế chúng ta đến với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chúng ta có thể không đi đường bộ thì chúng ta có thể đi bằng đường hàng không. Và có dịp Đức Phố Trần tôi đã có chia sẻ về đối với đại gia đình chúng ta những thông tin về những cái trung tâm của tỉnh thành mình đều có những cái dòng sông chính, dòng sông đi ngang qua trung tâm của tỉnh thành. Thưa rằng là ngắt lời một tí, ở đây là nơi mà có thể nói rằng là Bắc Tây Nguyên. Bắc Tây Nguyên thì nổi tiếng với những tiếng còng, tiếng chiêng, những ché rượu cần, những cái khu nhà mồ, vân vân. Chính vì thế là ở đây người ta có trưng bày cái trống và hệ thống còng chiêng ở đây. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là những cái còng, cái chiêng, cái trống này thì họ làm bằng đá, họ chỉ làm cái mô hình vậy thôi. Đây là cái trống họ làm bằng gỗ, cái này là bằng gỗ.
chứ không phải là bằng trống thật. Tiếp theo thì chúng ta có những cái con sông chính, thì ngay chỗ Gia Lai Kon Tum này thì cũng có dòng sông đó là nổi tiếng, đó là sông Sê San. Con sông Sê San này là một phụ lưu nhánh riêng của con sông Mê Công. Đức Phúc Trần tôi đã có dịp chia sẻ đại gia đình chúng ta về nhiều thông tin về sông Mê Công rồi. Thì đây là một cái nhánh phụ lưu thôi, phụ lưu của sông Mê Công. Tuy nhiên thì nó chảy về đây, tức là nó là một cái phụ lưu của sông Mê Công bắt nguồn từ miền Bắc, từ Bắc và Trung của Tây Nguyên, rồi chảy sang lãnh thổ Campuchia, tức là chảy ngược lãnh thổ Campuchia nhập với sông Serapok. Thì chúng ta biết rằng là ở trên đây thì Việt Nam ta có tạm gọi là có hai cái dòng sông á, dòng sông mà chảy ngược, tức là tất cả những cái con sông thì chảy từ núi ra biển, nhưng mà có ngược lại là tại vì do cái địa hình, do cái dốc, cho nên là sông ở đây nó chảy từ biển và ngược lên núi. Thì một đó là sông Serapok, tức là ở trên Tây Nguyên này, chạy qua Nam Tây Nguyên rồi đổ là ngược lại. Hai là con sông Kỳ Trùng ở phía Bắc, đó là con sông tạm gọi là sông chảy ngược. Cho nên là đây thì có sông Sê San đi ngang qua cái tỉnh Gia Lai, Gia Lai này. Và ở khu vực này, ở trên đây, cái đỉnh trên này người ta cũng gọi là sông Ba. Thì từ ở Gia Lai này nó đổ về, thì nó đổ về tới cái tỉnh Phú Yên, tức là thành phố Tuy Hòa. Thì tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hòa đó, thì đó là có sông Đà Răng. Có câu là điều sử kiều sử Đà Răng dài tứ nhất, Tuy Hòa âm bóng dưới chiều dương. Tức là trước đây cái dòng con cây cầu Đà Răng đó dài mà 1.111 mét, nhưng mà hiện tại bây giờ thì đã được xây dựng cầu Đà Răng mới từ rất lâu rồi, nhưng mà từ xa xưa thì cái cầu Đà Răng đó là từ cái con sông Ba, từ cái con sông từ ở trên Tây Nguyên này đổ về. Cái sông Sê San này nếu mà tính tổng chiều dài của nó thì nó dài khoảng 17.000 cây số lận trên lãnh thổ Việt Nam, và nằm ở trên cái tỉnh Gia Lai Kon Tum với tổng chiều dài khoảng 237 cây số. Có dịp đi đến với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, thì Đức Phúc Trần xin được gửi đến đại gia đình chúng ta những hình ảnh về trung tâm của thành phố. Và bây giờ xin mời chúng ta đến với một điểm nữa, cũng tập trung rất là nhiều người dân đến sinh hoạt, vui chơi, giải trí vào cuối ngày hay cuối tuần ở tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai này. Đó là một công viên, tên là công viên Viên Hồng. Bây giờ mời cả gia đình chúng ta cùng đồng hành nha. Xin được gửi đến cả nhà về hình ảnh của sân bay Pleiku ở phố núi nha. Sân bay Pleiku rất là nhỏ nhắn, chính vì thế là du khách phải xuống và phải đi bộ vô, không có xe bus trung chuyển. Hành khách ra đi cũng phải đi bộ ra. Bây giờ thì xin mời đại gia đình cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi, chúng ta sẽ dạo một vòng công viên nha. Đây là nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân phố núi này vào buổi chiều và cuối tuần. Xin mời chúng ta cùng dạo chơi ở công viên Viên Hồng. Đây là nơi mà người dân của thành phố Pleiku thường
vào buổi chiều và cuối tuần đến đây để dạo chơi, vui chơi. Bởi vì ở đây có xung quanh có rất là nhiều cây xanh và không khí trong lành, và đặc biệt ở đây có một cái hồ nước tạo cảnh quan thiên nhiên ở đây. Ở đây cũng có quán cà phê Thủy Tạ. Tới đây chúng ta có thể vui chơi và câu cá cũng như là đạp dịch. Đây có những cái chòi, những cái tum riêng để cho du khách có thể vô đây ăn uống, sinh hoạt gia đình, bạn bè. Chúng ta thấy không khí ở phố núi, thành phố núi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nhưng mà chúng ta nhìn giống như là ở vùng đồng bằng, rất là dễ thương và nhẹ nhàng, với màu xanh cây cỏ và có được hồ nước tạo cảnh quan rất là thú vị. Đây, chúng ta sẽ vào vòng ở đây, họ có xây dựng một cái vòng tròn, một cái đường đi tạm gọi là vòng tròn, để người dân có thể tới đây vui chơi, tập thể dục rất là thú vị xung quanh cái bờ. Phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện trong những... Ở đây họ có xây dựng, có một cái cây cầu dây văn rất là thú vị. Bây giờ xin mời cả nhà chúng ta cùng đồng hành trải nghiệm với Đức Phật Trần tôi. Chúng ta sẽ đi cầu dây văn xuyên qua hồ nhé. Nhìn thấy rất là đẹp. Trên đây cũng có sân banh mini nè, có mô hình nhà rông đặc trưng của Bắc Tây Nguyên. Và bây giờ tôi xin mời cả nhà chúng ta cùng trải nghiệm với Đức Phật Trần đi cầu dây văn đây. Bắt xuyên qua cái hồ.
có đạp thêm nghe. Vâng, như thế thì cũng cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Đức Trần tôi. Chúng ta dạo một vòng về xung quanh thành phố Pleiku nha. Một cái điểm trung tâm cũng như là một cái công viên rất là đẹp, dễ thương. Không khí mát mẻ của khu phố núi. Hy vọng rằng là sẽ mang lại cho cả gia đình chúng ta một buổi chiều thật tốt lành và niềm vui. Và hẹn gặp lại đại gia đình chúng ta ở những video kế tiếp nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại.